mình tính mua nhiêu vậy anh Đinh? Anh đâu biết, mọi người hùng vô hết rồi mà. Thế hả? Ừ. Dạ, ốc mọi người. Ở sau là cái quầy bán pháo mọi người. Bây giờ là tụi mình đi mua pháo về để đốt mừng July 4. Mua không biết có bao nhiêu mà đi quá trời đông. 190 đồng được hả? Dữ vậy. Nhưng mà giờ đưa cái giá đi là cuối cùng đó. Giá đi. Chạy giá nhiêu? Bao nhiêu? Bán thứ đồ mình có lên cho nó. 110. 110. How about 170? Bởi vì là hôm nay là ngày July 4 rồi, là có nghĩa là hết ngày hôm nay không ai mua pháo nữa. Bây giờ mấy người bạn của bạn là đang mua pháo mà phải trả giá nữa. Nghĩa là bây giờ nó đòi 190, bây giờ trả xuống còn 150 nó bán luôn. Đó, ghê không? Đi mua pháo trả giá nữa, bởi vì nay là ngày lễ mọi người, hết bữa nay đâu ai bắn ở đâu. Mà bữa nay mà nó không bán được là coi như là nó đem về kho để là năm sau nó bán luôn á. Nên là giờ nó ráng nó bán cho bằng được luôn, bao nhiêu nó cũng bán hết. Đi mua pháo là phụ thôi, chủ yếu là chụp hình tự sướng với pháo là chính. À, đi mua pháo là phụ thôi, chụp hình tự sướng với pháo là chính, coi là giờ có bịch pháo ai cũng được chụp hình đó. Wow, nghe ghê. Wow, bắn lung tung đi. Hơn đi. Wow, wow. Mình mua nhiều lắm á. Ở đây là hàng xóm họ đang bắn. Bây giờ đang đi lại nhà hàng xóm coi họ bắn. Woo! Race. Ray ơi. Wow! Lấy ông dòm ra. Wow. Yeah, lấy ông dòm ra. Lấy ông dòm ra. Ông dòm con đâu? Ông dòm đâu? Ông dòm của Ray đâu? Wow. Ủa, sao nhiều loại quá vậy? Nhiều loại lắm. Nguyên một phát kẹp đó mà. Anh chị mua ra đây em đang hát mà hấp xuống mà. Rác bỏ vô đây nè. Đúng rồi. Mấy cái nhỏ cho qua đây để dễ. Này là gì đây? Ừ, nó cảnh báo lại ra đừng. Đó là một chuyện, mày đó là chuyện của mày. Vậy hả? Cảnh báo cái đó nha. Này là nó cảnh báo thôi. Còn phạt là tự chịu. Phạt là 1000 đó. Giống như trên hộp thuốc lá đó. Phạt là tự chịu. Cho nên mới nói đừng có bằng từ tới gần. Ôi, đừng che lên. À, đừng che lên. Wow. Rồi còn không? Hết. Dạ hồi nãy anh cho đèn cho ánh sáng đi mình không? Cho ánh sáng đèn không? Đèn dữ vô. Quá dữ. Năm nay đầu tư hơi mạnh nha. Trời ơi, hàng xóm nó bắn mà nghe mắc ham luôn á. Người chụp lá sen đi hết. Ừ, cái này. Từ. Cái này nó làm hình tên lửa nè. Nó làm hình tên lửa nè. Đúng rồi, để nó bắn lên mà. Chú để làm hình tên lửa nè chú. Né cái xe ra. Tránh cái xe ra đây hình con chạy trước nè. Cho đưa mấy nhỏ nói nó nhắc nó coi chừng nó phỏng nguy hiểm lắm. Đứng qua đây nè, đứng qua đây.
đó. Con ra bên đây trống nè. Qua bên đây trống nè. Ryan. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.